Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn 4 cách để các bạn xử lý cái ảnh hoặc là video khi các bạn quay dọc nhé. Nó gọi là portrait video. Thực ra mình thì, đối với cá nhân mình thì mình chả có cái vấn đề gì với cái ảnh hoặc là video dọc cả. Tại vì đôi khi thỉnh thoảng thì mình vẫn dùng điện thoại mình quay dọc ấy, mình up lên Facebook các kiểu. Mà chụp ảnh thì thường mình hay thích chụp chân dung các thứ, chụp khung dọc cho nó dễ. Chứ còn tuy nhiên là khi mà bạn làm video ấy, bạn làm video mà up lên YouTube ấy, thì các bạn lại gặp một số vấn đề là nó có hai cái viền đen ở hai bên. Nếu như mà các bạn làm video kiểu khung hình là 16:9 ấy, thì hai bên nó lại có hai cái viền đen. Thì đây, ở trong Filmora 10 thì bạn sẽ có một số cách để các bạn có thể giải quyết cái đó. Mình sẽ chỉ cho các bạn 4 cách, còn các bạn thích dùng cách nào thì tùy các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào Filmora nhé. Đây là phiên bản Filmora 10.7, 10.7.3. Các bạn nào mà dùng cái bản cũ hơn ấy, bạn có thể cập nhật lên cái bản này. Mình dùng bản này cũng được hơn tuần rồi và thấy nó tương đối là ổn định. Ổn định so với các bản còn lại và nó chạy rất là mượt. Ok, đây là cái timeline ví dụ, mình sẽ xóa hết đi. Đầu tiên ấy thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách thứ nhất, là cách đầu tiên là cách dễ nhất nhé. Cái mic này để gần đây tí nói tiếng to. Đi vào media, mình có cái ảnh chẳng hạn nhé. Ảnh với video thì bạn hoàn toàn là như nhau nhé, xử lý đều như nhau. Đưa cái ảnh xuống timeline trước này, kéo xuống. Đây là cái ảnh này mình không phải mình chụp, mình chỉ crop lại thành khung 9:16 để cho các bạn là ví dụ thôi. Ví dụ ở đây bạn đưa cái ảnh vào thì ở hai bên trái này, bên phải này, bạn sẽ có cái khung đen. Thì đôi khi thỉnh thoảng thì các bạn sẽ cho một cái hiệu ứng mờ đằng sau ấy. Tức là dễ nhất là bạn cho là cái hiệu ứng mờ ảnh ở đằng sau, thì để cho mọi người xem thì sẽ tập trung một cái ảnh ở giữa ấy. Đó là cách dễ nhất. Ở trong Filmora thì các bạn sẽ đi này, các bạn đi đến phần Effect nhé. Trong cái tab Effect thì các bạn đi tiếp đến phần Filter. Trong cái filter này thì các bạn sẽ chọn cái xuống dưới, nó gọi là cái background blur. Tức là background blur này nó sẽ làm mờ, tức là nó sẽ xóa phông các thứ, làm mờ đi ở cái khung đằng sau. Thì Filmora 10.7 thì nó sẽ có 15 cái nhé, 15 cái background blur. Thì bạn thích cái nào thì bạn down xuống. Khi mà bạn tải lên thì nó đã có sẵn ở đây rồi, và bạn chỉ cần kích kép để tải thôi. Ví dụ Ripper 1 này mình muốn ấy thì mình sẽ kích kép vào, sau đó mình tải, kích kép và tải xuống. Tất nhiên bạn phải có internet để bạn tải nhé. Để mà đưa xuống timeline thì các bạn sẽ đặt nó ở trên nhé. Bình thường thì bạn kéo thả thẳng trực tiếp vào cái ảnh này, nhưng mà cái dạng background blur này thì các bạn sẽ phải đặt ở trên của cái ảnh. Đó, thì đặt ở trên cái ảnh thì bạn đã tạo được cái hiệu ứng này, hiệu ứng mờ đằng sau này nhé. Nhìn rất là hay đúng không? Tuy nhiên là cái mờ đằng sau này thì các bạn có thể chỉnh được. Các bạn có thể chỉnh được một số thông số. Ví dụ muốn chỉnh thì các bạn sẽ kích đúp vào cái tab effect ở trên timeline nhé, kích đúp vào. Bạn kích đúp vào nó, sau đấy bạn đi đến cái phần effect. Ở đây nó sẽ có phần width, tức là cái độ rộng của cái suộc. Thì bạn có thể chỉnh này, các bạn kéo ra kéo vào thì các bạn có thể chỉnh này. Đó, không thì các bạn để nguyên. Còn background color là cái màu ở đằng sau. Màu thì các bạn có thể chọn nhé, cái màu nền. Ví dụ mình chọn màu đỏ này, các bạn nhìn màu đỏ này như này. Hoặc là các bạn có thể chọn một cái màu nào đó trên, ví dụ ở trên cái ảnh ở vùng da này, đó, để chọn cái màu. Background luminance, thực ra thì cái nó sẽ làm cho cái ảnh nó sáng lên hoặc tối đi. Ví dụ bạn kéo lên này, bạn kéo phần luminance lên này thì nó sẽ sáng cái ảnh lên một tí. Còn bạn kéo cái ảnh, kéo cái này xuống thì nó sẽ làm tối, tức là tối cái nền, xin lỗi các bạn, nó chỉ ảnh hưởng đến cái nền thôi. Đó, kéo lên kéo xuống. Warp level này bạn có thể chỉnh một tí. Bạn chỉnh thì nó sẽ thay đổi cái hiệu ứng ở cái nền nhé. Alpha thì nó sẽ là cái độ trong suốt. Đó, kéo hết về đây nó sẽ không có gì, kéo thẳng lên nó sẽ 100 thì nó sẽ là full, độ trong suốt full 100%. Đây là cái cách thứ nhất và cách dễ nhất nếu như các bạn muốn xử lý cái ảnh mà chụp dọc như thế này. Đó, bạn chỉ cần phải kéo một cái này đúng không? Kéo cái background blur này, kéo cái nào cũng được. Ví dụ cái này ripple này, bạn kéo bạn đặt ở trên này thôi. Đó, thì nó sẽ ra được cái phông mờ đằng sau ảnh rồi. Đó là cách thứ nhất. Thế còn cách thứ hai thì bạn không thích dùng cái này nữa nhé. Bạn không thích dùng cái background blur này mà bạn muốn dùng một cái ảnh nền. Tức là một cái ảnh nền, ví dụ có thể là ảnh nền chính là ảnh của tức là chính là nền của cái
dùng cái ảnh này này, cái ảnh bạn đang có này làm nền, thì bạn sẽ làm như này. Ví dụ cái này bạn sẽ copy nó nhé, nhấn Ctrl C để copy, Ctrl V để dán, rồi bạn đặt nó lên trên này. Đó, bạn đặt nó lên trên, xong bạn xóa cái này đi. Bây giờ mình sẽ giấu cái ở trên đi nhé, giấu cái ở trên thì cho các bạn dễ nhìn. Bây giờ bạn sẽ scale cái ở dưới to lên, cái ở dưới này, bạn kích đúp vào nó nhé, kích đúp vào. Sau đó bạn đi đến phần image này, sau đó bạn chọn transform nhé, transform để bạn chỉnh cái scale, bạn scale to lên, to đùng lên, đó. To đùng cho nó full màn hình ấy. Và bạn có thể kích vào đây bạn chỉnh, thích chỗ nào đẹp thì bạn chỉnh vào. Chỉnh vào đây, ok, nhìn trông như này. Nếu như bạn mở cái này lên ấy, thì nó sẽ có cái ảnh ở giữa. Tuy nhiên là nhìn như này thì nó sẽ lẫn, không ấy được. Tức là nó sẽ lẫn cái ảnh với lại cái nền ấy. Bây giờ mình sẽ làm mờ cái nền đi. Nhưng mà mình không dùng cái background blur lúc nãy nữa. Kích vào ok, xong mình quay trở lại cái effect nhé. Rồi mình đi đến phần recommended này. Đó, sau bạn tìm nhé, bạn tìm một cái square blur nhé. Blur. Đó. Enter. Bạn tìm cái square blur đây, cái này bạn kéo, bạn thả nó vào giữa hai cái ảnh nhé, thả nó vào giữa hai cái ảnh là nó mờ cái ảnh đằng sau đi. Bạn giấu cái ảnh này đi, giấu cái ảnh ở trên đi đã. Và bạn sẽ chỉnh được cái độ mờ này. Nếu như mờ này chưa thấy mờ thì bạn có thể làm mờ hơn nữa bằng cách là kích kép vào cái square blur này. Bạn chỉnh cái size này, chỉnh cái size to lên thì đó, mờ như này thì mình thấy ok. Sau bạn kích vào ok và bạn mở cái ảnh ở trên lên đó. Như vậy là bạn đã làm được một cái rồi. Đây là cái cách thứ hai để bạn xử lý cái ảnh mà nó khung dọc như này. Thì ngoài cái ảnh mà ngoài cách mà bạn dùng cái ảnh này để làm nền thì bạn có thể dùng cái khác. Ví dụ bạn xóa cái này đi, mình lên mạng mình tải một cái ảnh nền. Ví dụ cái ảnh này, ảnh nền thiên nhiên chẳng hạn, mình kéo nó xuống, kéo nó dưới nhé, và bạn vẫn giữ cái square blur ở đây. Thì như này là bạn đã có một cái ảnh này, sau có một cái nền này, trông nó rất là đẹp đúng không? Đây là cách thứ hai và để bạn giải quyết được cái ảnh khi mà bạn chụp dọc, hoặc là video cũng tương tự như thế. Ví dụ video thì cái này nhá, mình thay cái ảnh bằng cái video chẳng hạn, video của mình chẳng hạn, mình đặt ở đây đúng không? Đây, đây là cái video ví dụ thôi các bạn nhìn. Video ở giữa và đằng phông của nó thì vẫn có cái gọi là cái phần mờ. Cách thứ hai để bạn giải quyết cái này. Còn đây bây giờ cách thứ ba. Cách thứ ba thì bây giờ mình xóa đi đã, mình kéo lại cái ảnh này nhá. Cách thứ ba thì theo mình thì mình cũng không nên khuyến cáo các bạn dùng cái cách thứ ba này, bởi vì khi mà bạn crop nhé, mình sẽ crop vào cái khung ở giữa này, tức là mình crop vào cái điểm mà mình muốn chỉ ra, tức là mình sẽ không giữ nguyên cái ảnh nó dạng khung dọc như này nữa, mà mình sẽ chỉ lấy một phần của cái ảnh thôi. Thỉnh thoảng thì mình cũng phải làm như vậy, tại vì đôi khi mình chụp dọc nhưng mà mình chỉ muốn lấy cái phần trên ấy, phần mặt thôi ấy, thì nó sẽ tạo ra được cái video full màn hình. Cách thứ ba thì bạn làm như này, bạn chọn một cái ảnh, sau bạn ấn vào nút này, nút crop. Đó. Khi bạn ấn vào nút crop, sau đấy bạn chỉnh cái ratio là cái tỷ lệ khung hình, bạn chỉnh nó về 16:9 nhé, thì cái khung crop của bạn nó sẽ tự động nó nhảy lên đây, tức là nó sẽ chuyển nó thành một cái khung hình vuông. Khung hình vuông này nó sẽ có tỷ lệ là 16:9, 16:9 là nó sẽ full video nhé. Thì bạn có thể chỉnh về cái mắt này chẳng hạn, ví dụ bạn kích vào ok thì bây giờ là cái video hoặc là cái ảnh của bạn nó sẽ đã crop được một đoạn này, nó crop về đây này. Đó. Cái ảnh này nó rất là nét bởi vì nó chụp, tức là chụp độ phân giải cao ấy, thì khi mà bạn crop lại một đoạn nhỏ thôi thì nó vẫn không bị vỡ. Tuy nhiên là nếu như bạn ảnh của bạn mà nó có cái độ phân giải thấp ấy, thì nó sẽ bị vỡ điểm ảnh. Thế còn đây là crop bình thường. Thế còn nếu mà bạn thích nó tạo ra cái hiệu ứng zoom in hoặc zoom out, tức là có thêm một tí hiệu ứng zoom vào chỗ này chẳng hạn, thì các bạn đi đến cái crop nhé, đi đến cái crop tiếp theo vẫn là cái crop, sau đấy bạn đi vào phần pan này zoom, sau đó bạn chỉnh cái tỷ lệ khung hình về 16:9, đó, sau bạn chỉnh lại cái điểm start và điểm end. Start là bắt đầu nhé, end là kết thúc nhé. Ví dụ như này, nó sẽ zoom vào cái đoạn góc bên này, các bạn kích vào ok là nó sẽ ra cái hiệu ứng zoom vào. Thế còn nếu như bạn muốn zoom in, bạn muốn zoom out thì bạn ấn vào nút này swap nhé. Swap thì nó sẽ đổi cái điểm start và điểm end. Ví dụ đây, mình kích vào đây, mình play này. Đó. Các bạn kích vào ok thì bây giờ ra ngoài thì nó sẽ như này. Nó sẽ có một tí hiệu ứng zoom vào mắt này. Đấy, cách thứ ba để các bạn có thể xử lý cái ảnh hoặc là video khung dọc. Thế còn cách thứ tư thì mình thì cũng hay dùng cách này. Đó, các bạn thêm cái split screen nhé, tức là cái chia màn hình ấy. Các bạn
bản thân có cái tỷ lệ khung hình là 16:9 ấy, tức là nó một chiều nó là 19:20, còn một chiều kia là 1:080. Thế còn nếu mà khi bạn chụp dọc ấy, thì cái chiều dọc của bạn nó sẽ là 1:080. Thì bây giờ bạn đưa hai cái ảnh dọc vào trong một cái video ngang ấy, thì nó sẽ, tức là nó sẽ choán hết cái khung hình đấy. Thì khi đó thì bạn sẽ giải quyết được vấn đề là cái ảnh dọc hoặc là cái video dọc. Đây, ví dụ như này, mình xóa này đi, mình kéo xuống cho bạn cái split screen, mình sẽ dùng cái chia đôi nhé. Bạn nào thích chia ba thì cũng được. Đó, chia đôi, sau đấy mình sẽ kéo cái video và cái ảnh của mình vào. Ví dụ mình kéo cái video vào đây, mình đặt nó vào đây nhé. Cái này nhưng mà mình sẽ nhìn thấy nó hơi bị bé hơn so với cái khung của cái split screen ấy. Thì mình sẽ kích vào nó, sau mình tăng cái scale lên tí, cho nó hết cái viền đen ở đây đi. Đây là cái số 1, và bây giờ mình sẽ kéo cái ảnh vào số 2. Thế mình chỉnh là ví dụ thôi chứ còn bạn đưa cái gì bạn cũng được. Kích vào đây cho nó scale nó to lên đó. Như vậy là ok. Ra cái split screen đó, thì cái ảnh này, ảnh dọc này, bạn đã có một cái ảnh dọc này, có thêm một cái ảnh nữa chẳng hạn. Ví dụ với bây giờ bạn không muốn dùng ảnh của mình, bạn dùng một cái ảnh khác này. Ví dụ hai cái ảnh dọc này, ghép hai cái ảnh dọc vào một chỗ này đó, thì bạn sẽ được một cái split screen như này đó, trông nó rất là đẹp. Thì khi mà làm video thì nó sẽ đẹp hơn, video nó sẽ xuất ra cái khổ ngang 1920 x 1080. Ok, ngắn vậy thôi. Đó là 4 cách để các bạn có thể xử lý các cái ảnh chụp portrait hoặc là video khung dọc ở trong Filmora 10. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu mà các bạn nào mà mới đến kênh của mình ấy, thì các bạn hãy subscribe, đăng ký kênh của mình và ấn nút like nếu như bạn thích cái video này. Như bạn nào mà cần mình hỗ trợ mua bản quyền Filmora 10 thì các bạn hãy xem dưới phần mô tả. Mình có tất cả thông tin về phần mềm này ở dưới mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye!